không muộn nhé. Chỉ là gì đó, bảo bọn họ mở cửa ra to open the door đúng không? Chúng tôi thì là we là đi về qua nhá. Going to do hai anh này đều là con trai thì chỉ cần giữ phone thì phone him check là gì, con trai mà nên là phone him gì à, tomorrow thì gì the following day following tiếp nào. Mary asked him, Peter, what he wanted for them that day. Yes. Why? Mình cứ là he nhá. He. Get là gì nhỉ? Còn phân từ của get là got. Got. Liệu tôi có đi đến thành phố Hồ Chí Minh không? Gì nhỉ? Đúng rồi, if I
was going to Ho Chi Minh City. You're feeling weak. We set on this. Dĩ thì thầy hả? That story what happened? What had happened? Long đi. Long. Before. Đúng rồi, yes, very good. Nếu mà mình sẽ có một cái bảng đấy nhá. Đây bài này con ơi. They came happy cô ấy kể là đã từng gặp Mr. Bean trước đây rồi ấy, thì mình là gì? Hát ngoài hát nó tiếp nào quen chưa biết quen và hết red ngồi hết red very good bạn đã nhớ được cái hết red rồi đấy chưa hay quên đọc được hiểu read đúng rồi đọc red he told me ngồi hết đến gì nhỉ one Has started. Yes, right. Listen. Yes. Have done. Con và quen. Good, very nice. Mình sẽ làm bài này nhé. Rồi con sẽ thử làm bài mà kỳ và sửa cái sai này trước nhé. Yes. Ba bạn mình. Con sẽ đọc qua câu nhé. Trong vòng vài phút nữa cô sẽ hỏi luôn nhé. Mình sẽ bắt đầu làm luôn. Mình sẽ bắt đầu câu 1 nhé. Bạn đọc.
Thôi đấy. À, câu 1 là sai đâu nhỉ? Câu 1 là đáp án C. Dạ, ý kết xin thành gì nhỉ? Playing. Rồi, oh, very nice. Tiếp là câu 2 nào. Nó không so sánh ý. Hotter. Đúng, hotter thì sẽ thành gì ạ? Hotter. Hottest thì nó hay, nóng nhất. Rồi, very nice. Bạn làm rất là tốt. Câu 3 nào. Không ai là thông minh hơn được bạn Nam. Đã no one rồi thì mình sẽ thế nào nhỉ? Không ai rồi, no one đã là phủ định rồi. Y. Đúng rồi. No one nó đã là phủ định rồi đúng không? Thế thì no one is. Còn nếu như mà no one isn't thì lại là không ai không thông minh hơn Nam, nghĩa là gì thành nhỉ? Ai cũng thông minh hơn Nam đúng không? Hai phủ định bằng một khẳng định. Đúng không? Tiếp câu 4 nào. Câu 4 là the ring. Đúng rồi, mình sẽ làm gì? An F. Ah, very nice. Now number 5. Là B. Là gì nhỉ? Now. À, known, là bằng known nhá. Unknown. Tiếp nào. Đây là câu gì nhỉ? Câu mệnh à, câu gì nhỉ? Điều kiện đúng không? Thì con sẽ thấy hai vế đã đúng chưa? Thì này. Thế thì có mỗi từ nào mà chừa ra mà không liên quan đến câu điều kiện đây nhỉ? Nghĩa là các từ này này, thì này, thì hiện tương lai đơn này đúng rồi này, if đúng rồi này. Thì đây hiện tại đơn đúng rồi, vậy có mỗi cái từ này nữa thôi. Học hành chăm chỉ sẽ là work hard nhá. Chăm chỉ nhá. Danh à, tính từ và trạng từ đều là hard. Đó. Nghĩa là chăm chỉ. Khi nói là chăm chỉ thì cả tính từ, cả trạng từ đều là hát nhá. Đừng có thêm ly vào nhá. Đó, mình nhớ. Học hành chăm chỉ này, study hard thì làm việc chăm chỉ, study hard nhá. Đừng có hát ly nhá. Hát ly là một nghĩa hoàn toàn khác rồi. Câu 7 nào. Những câu trả lời này không đủ rõ ràng để cho tôi, không đủ rõ ràng cho tôi để hiểu. Cái gì để hiểu thế là gì nhỉ? Thêm gì nhỉ? Là chính là gì? To understand. Đây là mẫu câu nhá. For somebody to something, to do something này. Đó. Mẫu câu này không đủ rõ ràng cho tôi để hiểu.
sau khi mà kiểu như là chủ ngữ này cộng với cả to be cộng tính từ cộng for somebody thì sau đó sẽ là to verb nhá, các nhớ nhá. Đâu rồi? Đây. For to be này, tính từ này, for somebody, sau đó sẽ là to verb. Để mình nhớ nhá. Ok. Chủ ngữ này, to be này, tính từ này, for somebody này, để cho ai, để làm gì, cho ai, để làm gì này, for somebody, to verb, chưa? For somebody, to verb, cho ai, để làm gì, cho không đủ, rõ ràng cho tôi, để hiểu, nhá. Mình sẽ nhớ cái mẫu câu này nhá. Tiếp này câu 8 nào. Đáp án để xem. Con để mình nhận một mốc thời gian. Con là thì hiện tại hoàn thành thì for xong rồi đi với gì nhỉ? Thường ấy. Từ này cộng với một mốc thời gian. Since, đúng rồi, since. Từ khi tôi học lớp 6 đúng không? Cộng mẫu câu hiện tại thành thì cứ thường for với since đúng không? Câu 9 nốt nào. Nghe nghĩa là gì nhỉ? Enough phải đi với cả danh từ thì thế nào nhỉ? Đủ tiền thế thì từ nào phải đứng trước đây? Enough. Enough money. Yes. Nhưng mà khi mà đi với gì nhỉ? Đi với tính từ thì thế nào? Đứng sau. Đi với tính từ thì sẽ là enough đứng trước tính từ đứng sau đúng không? À đâu? Enough đứng sau. Enough đứng sau, còn đi với danh từ thì enough đứng trước. Con nhớ nhá. Có cần chép lại cái đấy không? À đi. Tính từ cộng enough này. Và sẽ là enough cộng danh từ. Nếu như mà con cảm thấy mình kiểu mình dễ quên thì mình có thể chép lại cái này chẳng hạn nhé. Ok. Okay, finished? Yeah. Yes. Ta sẽ chuyển sang. À đây. Bài này viết lại câu xong nghĩa không đổi. Câu 1 là the street nào. The street is. But what is the cleaner? Yes. Evident by worker. By the worker, yeah. Mình biết đủ by the workers. Tiếp là câu 2 nào. Your guy will be repaired tomorrow afternoon. Bye. Bởi ai nhỉ? Bởi mi. À, bởi mi.
đây cũng oh, do you mind nè. Do you mind if I? Do you mind if I? Do thì là cứ là thì gì thôi, hiện tại đơn thôi hết con ạ. Do là mind if I ask you a question. Ask không thể. Ask you a question. Tiếp nào. It is difficult. Đúng rồi. To understand. Understand cái gì? Rất là câu no question. This question. It's difficult to understand this question. Thì bây giờ con sẽ đọc câu 5 một lúc thì con ngẫm lại nhé. Gì đây? Chủ ngữ giả, có câu chủ ngữ giả đúng không? Chủ ngữ giả cộng tính từ này. Là cộng to verb. To verb xong rồi cộng gì đây? Tân ngữ. Tiếp này, một câu would you mind này. Phân biệt would you mind và do you mind nhé. Would you mind if if gì ạ? Would you mind if I would you mind if I là turn gì nhỉ? Turn thêm gì nhỉ? Maybe. Rồi con nhớ nhá. Do you mind thì là cảm câu sẽ là thì gì? Hiện tại đơn nhưng mà would này là quá khứ nên là từ đây cũng phải là quá khứ nhá. Do you mind là hiện tại đơn này, would you mind sẽ là dùng với gì nhỉ? Quá khứ gì đây? Quá khứ đơn đúng rồi. Turn gì nhỉ? On the TV. Đừng có please nha. Dạ, bỏ please. Ok. Con nhớ nhá, would you mind này sẽ là cộng với gì đây? Quá khứ đơn này. Do you mind sẽ là cộng với hiện tại đơn. Ok. Bây giờ mình sẽ làm bài này nhé. Bây giờ con sẽ dành ra tầm 1 đến 2 phút con đọc trước cho cô từ câu 1 đến câu 12 trước nhé. Mình sẽ đọc trước câu 1 đến câu 12. Rất nhiều do you mind, would you mind này. Đấy, mình sẽ tập chú ý vào cái đấy nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Câu 1 nào, thế? Met. Yes, we were last night. Who now? We'll go. 3. We'll go. Number 3. Didn't try.
Thế tên gì ạ? Tham. Yes, Tham, Tham. Tiếp nào. Will cook. Câu nào? Open the. Rồi. Open the. Yes, right. Tiếp nào, câu 6 nào. Will sell. Will sell. À, rất nhiều vé, vé có tự bán được không? Vé, các cái vé nó có tự mình bán được không? Will be sell. À, will be gì nhỉ? Quá khứ của sell là sold. Có nhìn thấy từ sold chưa? Cô đánh dấu này. Nhìn từ sold nhá, nhớ nhá, quá khứ của sell là sold. Chưa? Will be sold. Yeah. Do you mind if I, number 7? Do you mind if I play your guitar? Your guitar. Không thêm gì đúng không? Play giữ nguyên đúng không? Tiếp này, do you mind cộng với gì nhỉ? Do you mind telling? Yes, đúng rồi. Bạn đã nhớ rồi đấy. Câu 9 nào? So S cộng với gì nhỉ? Giống như là order với phải sâu S thì cộng với gì nhỉ? Con sẽ viết và gửi cho cô lại nhé để nhớ nhé. So as to verb này và in order to verb nhé đều là nghĩa là gì? Để làm gì? Để nhé. So as to verb này, in order to verb nghĩa là để. Bố cô ấy đi đến Hà Nội để tham gia vào một sự kiện quan trọng. So as to và in order to là để. Để làm gì đó. Vậy ở đây câu 9 sẽ là so as gì nhỉ? So as to take. Oh, so as to take part in. Con còn nhớ take part in là gì không? Take part in. Mình cũng biết luôn vào cái cụm đấy nhá, cũng hay gặp lắm. Tham gia vào. Đúng rồi, tham gia vào. Tiếp nào, câu 10 này, would you mind? Would you mind? Finish. Finish gì nhỉ? Finish. Yes. Would you mind mà không có if I thì cũng bất định đúng không? Không có if I của mình này. Tiếp này, the doorbell rang, why Tom? What's hai này, An và Susan đang nấu món ăn thì Martin đến. When Tom thì arrived. Đúng rồi, yes, very nice. Tiếp là bây giờ nhá. Từ câu 13 đến câu 21 này mình sẽ ngồi đọc bài 1 đến 2 phút trước khi mà làm nhé. Từ câu 13 này đến câu 21 này, con sẽ đọc 1 đến 2 phút trước đi. Thế về phần này mình xếp là gì đây? Chú ý này, các từ cộng verb in hoặc là cộng to verb. Bây giờ con sẽ phải sửa cái phần đấy ra. Được chưa?
unit mấy nhỉ? Unit 10, unit 9 nhỉ? 10 đúng không? Cảm ơn chị bắt đầu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Giờ like gì nhỉ? Điện mất vào lúc quen rồi. Điện bị mất lúc chúng tôi đang tiếp này câu 14 này. Were taking. To stay. Yes, đúng rồi. Thế là mình cứ nhớ là sau decide là to verb nhé. Decide to verb này. Tiếp nào, câu 16. To buy. Purchase phải là verb in nhé. Okay. You may finish. I will finish there. Okay. À, sau finish, bước in nhá. Nên bạn có thể viết vài cái động từ này vào. Tiếp này. Jane hopes gì nhỉ? To become. Rồi, trong hope thì là to become. Sorry, đúng không? Black Panther. Black Panther là ai nhỉ? Con có xem phim mà báo đen không? Phim mà biệt đội báo thù ấy. Black Panther như nào nhỉ? Chưa tìm được một công việc sẽ là nói nhỉ? Có yes này. Thế là thì gì đây? Has not found. Hasn't rồi thì chính là có not rồi còn gì thế? Hasn't found rồi. Tiếp này the girl. Have finished. Finished. Yeah. And now in order to meet. Nên mình sẽ hôm nay chú ý vào ở sau các động từ nào cộng to verb này, sau các động từ nào cộng với gì đây verb in nhá. Chắc là bạn sẽ tập trung vào cái phần cộng to verb.
tìm thấy đâu rồi nhỉ? Đây. Đây con sẽ làm cô bài 1 và bài 2 và bài 3, bài 1 và bài 2 nhé. 1 2 trước. Nên mình sẽ nhìn qua trong vòng 1 phút, sau đó mình làm luôn nhé. Okay, bây giờ mình bắt đầu chưa? Ready? Yes. Yes. Câu 1 nào sẽ là đáp án gì nhỉ? Con sẽ đọc cho cô A, B, C, D trước, đọc lên cái đã. 7 Level Next Ruler. Vậy là từ nào nhỉ? D. Rồi, đúng rồi. Tiếp câu 2 nào. Library. À, library. Recycle. Family. Easy. Đây là từ nào nhỉ? Recycle. Rồi. Tiếp nào. Câu 1 sẽ là gì? Good. Good, đúng rồi. Tiếp câu 2 nào. Mẫu câu vừa nãy cô vừa cho ghi đúng không? To remember. Đúng rồi, to remember, nhớ nhá. Mẫu câu nhớ mẫu câu này nhá. Tiếp này câu 3 nào. Would you mind if I... Chúc. Đúng rồi, chúc. Would chỉ là would you mind có quá khứ đơn này. Tiếp này. The class. À phải là class. The glass. E broke. À, đáp án gì nhỉ? A. À phải là broken nhá. It's broken. Đây là quá khứ phân từ của break đúng không? Nhưng thực ra là broke. Chúng ta nói cho nên theo đáp án khác bởi vì là broke cũng là quá khứ phân từ mà. Break, broke, broken. Nhưng mà mình cứ broken cho cô nhé, is broken nhé, luôn dùng. Chọn cho cô broken là quá khứ phân từ của break nhé. Break vỡ ấy con nhé. Đấy, mình luôn dùng là break, broken đi cho nó chuẩn. Tiếp nào, bài 3. Đọc qua một lúc đi. Ok, nào mình làm nào con. What you my question? Yes. Tiếp là ba gì nhỉ? Ba in ba was talking. Taking a shower. Take a shower là đi tắm luôn. Take a shower một cụm nhá. Shower luôn đi với take này. Take a shower hoặc là have a shower. Okay. Tiếp nào, câu ba he said he was. Tiếp này. If she knew. Ok đúng rồi. Tiếp này. Bài 5 nhá. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh. Sắp xếp từ nào? Concept. Thì này cô nghĩ trước ấy. Từ của khi contest. Contest. Concept. Sắp xếp. Đúng rồi. It is. It is a right cooking contest. Đúng rồi.
Rice cooking là cuộc thi gì đây nhỉ? Cuộc thi nấu ăn. À, nấu cơm. Nấu cơm. Yes. Cái cuộc thi nấu cơm mà con biết cái cuộc thi mà kiểu người ta có cái đòn gánh ấy. Xong rồi người ta cứ kiểu một người bê cái nồi cơm đi đằng trước, xong một người thì chạy theo sau cầm cái bó rơm để đốt ấy. Cái đấy là ở Bắc Ninh à? Hay là ở đâu ấy? Cô chẳng rõ lắm. Chỉ biết là nó là cuộc thi nấu cơm kiểu đấy thôi. Tiếp này, câu 2 xem nào. Having dinner. He having dinner á? Không được. Phải chú ý ra kiểu như là chủ ngữ thì đi với cả từ như nào, chủ ngữ thì đi với động từ như nào nhé. We having dinner. We thì là we cái gì đó. We were having dinner when he came. Vừa hết giờ, vừa đúng hết giờ, chả biết là con làm được nốt bài cuối không? Bài read này. Có thể bài này nhá, mình sẽ có muốn con có muốn làm nốt không? Hay là muốn bạn làm về nhà? Cho bạn quyết định nhé. Con không muốn làm nốt không? Hay là về nhà làm? Về nhà. Về nhà. Mệt rồi đúng không? Ok. Vì là nó cũng vừa mới lúc vừa đúng hết giờ nên là bây giờ chả biết là kiểu thôi thế về nhà làm nhá. Thế thì mình sẽ cố gắng mình làm tốt để mình sẽ gì đây ạ? Có một bài thi điểm cao cao một chút nhá, cố tầm thi mình được tầm 8 điểm chẳng hạn. Ok, thank you so much. See you later. Goodbye. Bye. Bye.